chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh channel của mình nha. Hôm nay mình sẽ quay video hướng dẫn các bạn cách tuốt rau ngót. Mà thực ra tuốt rau ngót cũng rất đơn giản đúng không? Mà rau ngót ngoài hơi già già, nó có quả. Ra có đợt các bạn nó hay dạy cách tuốt rau ngót rồi thông qua đây đấy, nhưng mà thực ra lâu hơn cả mình tuốt bằng tay, thấy không ạ? Mà các cậu mà cứ bảo là xếp vào một cái lỗ này để cho đi tuốt thì tuốt bằng tay nhanh hơn các bạn, đúng không? Vậy người vặt này họ cho đây để tuốt này. Ô mất công lắm, mình tuốt bằng tay đấy. Vừa ngon lại còn vừa nhanh. Đấy, cái cọng này mình cần giữ để làm giống trồng ạ. Bác cứ cắm ra cái dạng rào ấy là nó lại hoặc ở vườn ấy là nó sống thôi. Mình cứ hay cắm linh tinh ra vườn cho nó tốt, cho nó mọc cái nào mình dùng cái đấy. Tuốt thấy nhanh không ạ? Đó, hết xong. Bắt đầu. Mình nấu ăn ít ít thôi, cần một vài cọng. Cần một vài cọng mà được rồi. Ăn đây, mấy cây để tròn nhé. Ngon cũng lên để nhờ cành vặt bớt đi nhá. Thử mình trồng ngắn ngắn đấy cho nó tốt cây. Rồi, rau. Cảm ơn cả nhà nhé.